Với niềm tự hào và một tình yêu mãnh liệt, chúng tôi đã bắt đầu hành trình tìm kiếm một hương vị cà phê nguyên bản và độc đáo nhất của Việt Nam để giới thiệu đến toàn thế giới. Hành trình đó đưa chúng tôi đến với Ngọc Linh, dãy núi cao nhất Tây Nguyên, thủ phủ cà phê danh tiếng thế giới. Vùng đất với những cái tên mới mẻ như Tumarong, Măng Đen, Đất Lê và những buôn làng xa xôi khuất nẻo nằm treo leo bên vách núi. Chỉ cần đưa tay ra là bạn có thể chạm vào mây. Những kỹ sư ba cùng của tập đoàn Lộc Trời đã đến tận nơi chia sẻ cuộc sống với đồng bào sắc tộc. Chỉ đến khi thấu hiểu bản thể văn hóa và những rung cảm sâu xa nhất của tâm hồn người Ngọc Linh, chúng tôi mới cảm nhận trọn vẹn hương vị tinh túy, nguyên sơ của đất trời nơi đây. Cùng với bản sắc văn hóa độc đáo của người dân bản địa, cây cà phê xứ lạnh đã được đồng bào ở vùng núi Ngọc Linh Kon Tum vun trồng bên những sườn núi mù sương từ hàng thế kỷ qua. Cà phê được trồng bên sườn núi, lớn lên giữa đất trời hùng vĩ, nở hoa trong sương lạnh, kết quả trong nắng trong và kết tinh vị ngọt thơm từ những mạch nước rừng bất tận. Với khát vọng thăng hoa giá trị của cà phê Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển bền vững của người nông dân vùng cao nguyên, tập đoàn Lộc Trời đã bắt đầu chiến lược chuỗi giá trị trên cây cà phê. Các kỹ sư ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm của tập đoàn Lộc Trời đã cùng trồng và chăm sóc cà phê với người nông dân bản địa. Chúng tôi hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực cà phê để cung cấp các giải pháp phát triển bền vững cho cây cà phê tại Tây Nguyên. Bắt tay xây dựng những vùng nguyên liệu ngay tận gốc, tập đoàn Lộc Trời đã cùng người nông dân tuyển chọn những hạt cà phê chất lượng nhất trong mỗi vụ mùa. Nâng niu từng hạt cà phê như báu vật quốc gia của Ngọc Linh huyền thoại. Với công nghệ chế biến tiên tiến, kết hợp cùng kỹ thuật rang xay tinh tế của các chuyên gia tâm huyết, chúng tôi giữ nguyên vẹn hương vị của từng hạt cà phê. Ấp ủ trong dư vị thuần khiết của đất trời là hương thơm hòa quyện ngất ngây, mang đến cho bạn khoảnh khắc tuyệt vời, tinh tế khi tận hưởng hương vị rừng già Tây Nguyên kết tinh cùng vị thời gian trăm năm còn nguyên vẹn. Chúng tôi gọi đó là hương vị trời cà phê. Hương thơm đắm say, vị ngon thuần khiết, đặc trưng của núi rừng chính là món quà tinh túy nhất của thiên nhiên ban tặng những người yêu chuộng cà phê luôn dành trọn tình yêu bất tận cho đại ngàn Tây Nguyên kỳ vĩ. Hương vị trời, tinh hoa cà phê Việt. Một sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời tự hào là thương hiệu quốc gia. Tập đoàn Lộc Trời, cùng nông dân phát triển bền vững.